sáng ngày 26 tháng 5 năm 2023, nhằm ngày mùng 8 tháng 4 năm Quý Mão, hòa trong niềm hoan hỷ của người con Phật kính mừng ngày Phật đản sanh, một ngày trọng đại, một ngày hy hữu cho nhân loại. Tại tịnh xá Ngọc Duyên, tọa lạc tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, do Đại Đức Giác Phước trụ trì đã thành kính thiết lễ tấm Phật trong tuần lễ Phật đản. Trước khi diễn ra nghi lễ tấm Phật, toàn thể hội chúng thọ trì kinh khánh đản và làm lễ phóng sanh cầu nguyện, sau đó đạo tràng đồng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Cùng đón Đại Đức Thích Đồng Hội, Phó Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Bình Định, Phó Ban kiêm trưởng Chánh Thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thị xã An Nhơn, trụ trì chùa Hưng Quang, tọa lạc tại thị xã An Nhơn, quang lâm giảng đường chia sẻ thời pháp thoại với chủ đề ý nghĩa ngày Phật đản để Phật tử hiểu rõ hơn về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật dạy: một người, này các tỳ kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Một người ấy là ai? Chính là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Chính một người này, này các tỳ kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Kết thúc thời pháp thoại, chư tôn đức thực hiện nghi thức tấm Phật. Còn nay tấm ngồi đức Như Lai, công đức trang nghiêm, tịnh trí đầy, nguyện cho chúng sanh lìa năm trược, mau chứng Như Lai tịnh pháp thân, giới định tuệ, năm phần hương báu, tỏa ngạt ngào trong khắp mười phương. Khói hương này xin hằng lan mãi, Phật sự làm vô lượng vô biên, nguyện khổ nạn ba đường bạc dứt, nhiệt não trừ an trú thanh lương, động phát tâm vô thượng bồ đề, thoát biển ái lên bờ đại giác. Lần lượt ba gáo nước sạch tinh khiết thể hiện sự tôn kính của chư tăng và Phật tử tắm lên kim thân tượng Phật sơ sinh. Gáo thứ nhất tắm bên vai trái của Phật Quán Niệm, nguyện bỏ các điều ác. Gáo thứ hai tắm bên vai phải của Phật Quán Niệm, nguyện làm mọi điều lành. Gáo thứ ba tắm dưới chân của Phật Quán Niệm, nguyện độ hết chúng sinh. Chiều cùng ngày vào lúc 15 giờ, Đại Đức Giác Phước, Ủy viên Phân Ban Từ Thiện Xã Hội Phật Giáo Khất Sĩ Trung ương, Phó Ban Từ Thiện Xã Hội Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh, Phó Ban Từ Thiện Xã Hội Giáo đoàn 3, đã chia sẻ 122 suất quà gồm 10 ký gạo, một thùng mì và nhu yếu phẩm cho bà con khó khăn, bệnh tật của phường Đập Đá. Đây là việc làm vô cùng ý nghĩa trong tuần lễ Phật đản của đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Duyên, thể hiện lòng từ bi của người con Phật cúng dường lên Đức Phật nhân ngày đản sanh của Ngài. Cuối cùng, chư tăng và Phật tử thân lâm nghĩa trang liệt sĩ phường Đập Đá đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm chư vị anh linh anh hùng liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu và hy sinh thân mình đem lại sự hòa bình cho đất nước, sự hạnh phúc và bình an cho dân tộc. Lòng người.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.